Hola Kenta, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Estás bien? Bien. Okay, muy bien, con trời. Hôm nay lớp Mismo. chúng ta Ay, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái chủ đề Todos los días lo mismo, cái bài hôm trước mình học đó con. Rồi hôm nay, nhưng mà trước khi vô cái bài tiếp theo thì cô sẽ ôn lại một cái phần của ngôi nhà trước nha con nha. Rồi con nhìn vô đây, Kenta ta biết sử dụng cái khăn công cụ phía trên không, vẽ màu không? Kenta ta có thể nói cho cô tất cả những cái phần trong nhà vô những cái giống tròn này không con? được chứ. Ok, dale. Relaciona las palabras con la parte de la casa. A ver, ¿dónde está el dormitorio? ¿Dónde está el dormitorio? Đây, con usa cái này nè, con sử dụng cái này là con dormitorio với lại este ejemplo. No, ¿ves? Es escalera. ¿Dónde está la escalera? ¿Ese es? Ok, muy bien. ¿Dónde está la ventana? Bàn ta mà là đổi màu được bạn đèn ta mà Ventana. Muy bien. ¿Y el coche? ¿El coche? Fanta. Muy bien. ¿Y dónde está el ático? ¿Sabes qué es ático? ¿Qué significa ático? Ático. Là gác máy không? Gác máy. Muy bien. ¿Dónde está la pared? Pared. La pared. Eso, muy bien. ¿Y la cocina? ¿Dónde está? Cocina. No, uy, mà. Y en salón, en salón. Exacto. A ver, en tejado. En tejado. En tejado. Con vẽ loanh quanh con chẳng thấy gì luôn. Ok, mira, en tejado, aquí está, ¿ya? Ok, ¿y dónde está? ¿Dónde está? En garaje. Muy bien, ¿y en cuarto de baño? Eso, muy bien, Kenta. Ahora, tú vas a decir lo que aparece aquí, ¿okay? Aquí, ¿cómo se llama esta habitación o este cuarto o este lugar? ¿Cómo se llama? Con có nhớ hôm bữa con nói là ở nhà Kenta ta không có bà, không có phòng, không có phòng này không, mà chỉ ăn luôn trong đây đúng không? Ver, se dice comedor. Rồi, Comedor. repite. Eso, comedor. Vì tao không ăn ở comedor mà đi qua cocina ăn
Bè khói vô người hả? Nếu như mà nhà rộng thì mình có thể làm cò mè đo riêng, nhưng mà không, bình thường đa số nhà Việt Nam là cò mè đo em là cò xin ạ. Ok, yes ta, yes đấy, yes. Dormitorio. Ố. Y. Dormitorio o se dice habitación, habitación. Okay, seguimos con esta. ¿Cómo se llama esta parte de la Cocina. casa? Exacto, cocina. Seguimos. ¿Sabes cómo se dice esto en español? Piscina. Muy bien, exacto. Seguimos esto. Con nè nè Ra, ok. Hay nó quá. từ cái nhạc cụ hay là giọng hát của người. Esa es la voz de canta, la voz de canta, voz, voz là giọng nhé con. La voz de canta, ok. Y canta, por favor, dime, ¿cómo se llama este lugar? Esta, ¿cómo se llama? Exacto, casa. Y este, canta, se usa para estudiar. Historiador. No, se dice estudio. ¿Quién está bien? Chế biến rồi. Ok, tiếp theo, seguimos. Estudio là giống estudiar trong ngôi vô quá. Exacto, đúng rồi. Đó là ngôi thứ nhất, vô estudio. Và estudio cũng có nghĩa là danh từ, estudio. Rồi, seguimos. Con nói cái này là ba nhiều. Exacto, baño. Muy bien. Y este... En tu casa hay muchas, hay muchos estos. Hay muchos en tu casa. Con đã chế ra một cái nhạc cụ này đấy. Cái đây là Ok. cái bàn, thổi vào là bằng cái miệng dần này, còn âm thanh hơn phát ra từ cái đuôi. Entonces se llama trompeta. Se llama trompeta. Trompeta là gì? Là cái kèn đó con. Rồi. Cà ba vô trompeto. Trompeta, ok. Trompeta se llama caballo. Takahashan es una trompeta. Ok, muy bien, Kenta. Vuelve. A ver, mira aquí, mira esta foto, Kenta. ¿Cómo se llama este? Hola con, a ver, ¿cómo se llama? Hôm bữa mình nói một lần rồi, có nhớ không nào? Empieza con B. B. Sigue con A, L, Balcón. C. Balcón. Exacto, balcón, muy bien. ¿Y este lugar cómo se llama? Đây là ¿Este lugar cómo se llama, Kenta? ca ba dê hòa trompeta à cô. No, eso es un caballo, no es una yegua. Yegua là con cái mà, este es Nhưng un caballo. con này con đực mà cái trompeta là nhóm cái. Ah, por eso. Nhưng phải Okay. nó ở đực phải vì trompeta là nhóm cái nên đực phải dùng dê hòa. Ok, está bien. Ahora mira aquí, por favor, ¿cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? Salón. Muy bien, salón, exacto. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nha con. Hôm nay con sẽ nhìn lên đây, hôm nay con sẽ chỉ con cách nói giờ. Trước khi nói cái acciones habituales thì chúng ta sẽ nói giờ trước không nha. Rồi, ahora nhìn lên đây cho cô. Để hỏi giờ, người ta sẽ nói là ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hora có nghĩa là giờ, ¿qué là what? Và đây, es là động từ gì đây con? Es là động từ gì? Động Là từ ser.
To be, moving, to be, động từ sẽ. Rồi, động từ sẽ trong hỏi giờ người ta sẽ dùng một là s, hai là dùng son. Rồi, nhìn lên màn hình cho cô nha. Một là s, hai là dùng son. Khi nào dùng s? Khi nó là đi với một cái số đếm là số 1 thì dùng s, còn lại thì sẽ dùng là gì? Son. Ví dụ bây giờ con Kenta nhìn lên đồng hồ cho cô nha. Cô sẽ hỏi Kenta này. Kế ô ra s, Kenta nhìn lên đồng hồ không? Kế ô ra s, Kenta sẽ trả lời sao? Son là Son là bán son là cuarto. Son là cuatro, no es cuarto. Cuarto là trên đây nè. Cuarto là 15 phút nha. Son là cuarto. Cuatro. Đúng rồi, En cuatro. punto. En punto, muy bien. Chưa kể, chưa nói mà đã biết làm luôn rồi. Rồi bây giờ ví dụ nha, cô Hồng cho con cái này nha. Con sẽ trả lời cho cô nha. Cuatro. Bây giờ cái số này con sẽ đọc giờ như thế nào nhá? Cái ORS. Son las Ý. cuarto À, son las cuatro y cuarto. Excelente, Kenta. Muy bien, ahora voy a decir son las. Rồi, bây giờ là giờ kém nha. Nếu như con nói giờ kém thì con sẽ sử dụng từ menos cho cô nha. Bên đây mình có từ y, bên đây mình có từ menos. Y là giờ hơn, còn giờ kém mình sẽ nói là menos. Rồi, bây giờ con sẽ nói 16 giờ 45 sẽ nói như thế nào? Son las. Son las 5 menos 15. Menos 15 hoặc là menos cuarto cũng được con nhá. Menos 15 hoặc là menos. Menos cuarto. Vậy cô ơi, son las 5 menos 15 cuarto, mà vì sao y 40 y 5 là phải Nếu hạ xuống 1 tiếng. đúng rồi, phải hạ xuống 1 tiếng. Nếu như con nói cái giờ hơn thì con phải nói là menos, còn kém 15 phút nữa thì con phải dùng từ menos. Còn nếu như con nói chính xác cái giờ này là số 16 nè, là 4 giờ đúng không? Thì con phải nói là y 40 y single, giữ nguyên cho cô. À, tại vì từ đây qua đây là bao nhiêu? 45 phút, cho nên con sẽ ra 4 y 40 y single. Còn nếu như con nâng lên thì con phải đưa xuống menos 15 hoặc là menos cuarto. Ok. Son las 5 menos cuarto. Rồi, Kenta rất là giỏi luôn. Rồi, ahora. Nè, ahora. 16, 55. A ver, Âm thanh nói cho cô. của nhạc cụ là sẽ phát ra từ đâu? Âm thanh của nhạc cụ hả? Phát ra từ Dạ. nhạc cụ, phát ra từ nhạc cụ con. Cái Tùy theo loại nhạc cụ, ví dụ như cái đàn guitar, guitar à, example là guitar à, nó phát ra từ đâu? còn cái càng con thổi là phát ra từ đâu? Cái kèn của con hả? Dạ Từ cái loa, nó tròn cái loa gì nè, đúng không? không phải, từ cái càng của con thổi là từ cái này Le la cola del caballo, la cola del caballo. nè, Tú âm estás imaginando, Kenta. Tú estás imaginando thanh. mucho. Con đang tưởng tượng. Ok, rồi Kenta nhìn lên màn hình cho cô. A ver, dime, ¿qué hora es? Con hỏi cô. ¿Qué hora es? Son las 4 menos 5. Giỏi quá, muy bien. A ver, ahora, aprende esto. ¿Qué hora es? Las cuatro.
Ý. Media. Eso, hoặc là ý. 30. Muy bien. Rồi, bây giờ cô Hồng sẽ hỏi con nha. Ahora. ¿Qué hora es? Es la una. Es la una en punto. Excelente, Kenta. Muy bien. Rồi, như vậy thì Kenta đã biết giờ rồi. Bây giờ cô Hồng không cần chỉ cái này nữa. Bây giờ cô sẽ vô trong sách nha. Bây giờ vô trong sách này. Kenta, mira esto. Vamos a decir qué hora es en cada foto. A ver. Son las 10. ¿Qué hora es, Kenta? Mira la foto, mira la foto. Nhìn cái đồng hồ này, mira el reloj. Mira el reloj, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué? Con đố cô cái câu này ra. Cái âm thanh của nhạc cụ con thích nhất là phát ra từ đâu? No sé. De la cola del caballo. No? De la cola del caballo. O de la trompeta. De la cola. Y... No, esa es la cola. Y que... T que bàn phím ta biết ta nghe là gì? En teclado. En teclado. Teclado là piano, còn cô là cái càng của người. Ok, es que yo no sé mucho de los instrumentos. Cô không có rành về los instrumentos cho lắm. Pero, a ver, te gusta la trompeta, ¿no? Ok. Ahora puedes volver a ese reloj. Bây giờ con có thể quay lại cái đồng hồ được không? A ver, Kenta, por favor. Nó ghi âm cái âm thanh A ver, en la cabeza, cabeza. Se graba desde la cabeza del caballo. Ok, cổ là hắn ghi âm âm thanh con đã hát. En cuello, en cuello. En cuello. En cuello. Es recorda. Recordar la ñ. Se dice grabar. 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 El cuello del caballo graba mi voz. Graba mi voz, voz la, giọng nói. Ok, ahora, Kenta, tú puedes volver a este reloj. ¿Cómo se huele aquí? Đồng hồ này không? Por favor. Ok, mira, mírame, por favor, mírame, mírame, mírame. ¿Qué hora es? Son las 16 en punto. Cô ơi, ¿no? Son las 16. Thổi như đây là có được đúng không? No sé, yo no sé. A ver, guarda el caballo. Cho el caballo đi ngủ giùm cô đi. Déjalo dormir al caballo. Rồi, estás dormido. Con caballo đang ngủ rồi đúng không? Ok, mira el reloj aquí, por favor. El reloj. Aquí. Kenta. Vì thế cô biết con thổi được cả ba giờ chứ không phải con hát. Esto tus cantas no puedes grabar tu voz en caballo. Con caballo không thể thu cái giọng con được. Ok, mira, Kenta, por favor. ¿Qué hora es aquí? Yo digo, Kenta, cô nói nha.
¿Dónde estás? Rồi, nghe cô nói này, son las 16, ¿es correcto o no? Son las 16, ¿es correcto o no? Lo que digo, 16. Này, con sẽ nói cho cô đây là đúng hay không nha. Son 16. ¿Verdad, Kenta? ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto. Ah, es incorrecto. Entonces, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son... Con viết cho un màu đỏ nha. Ok, escribe por favor. Escribe por favor. Son las 3. Tí sau cô Hồng lên nhà cho Kenta làm bài tập sau nha. Em hôm nay mình học đây. Đây nè. Donde, you know bell. No veo, donde. Ah, son las 3 p.m. Muy bien. Son las 3 p.m. Se dice p.m. significa de la tarde. Va a m de la mañana, ¿ok? De la tarde y de la mañana. Ya no son hoy. Hoy de la tarde y de la mañana, ¿ok? P.M. ¿Ok? Ya. Muy bien. Ahora, Kenta, por favor. ¿Qué hora es? Aquí escribe. Escribe. Unbeatable. Escribe. Son las... ¿Dónde está? Salud. Salud, Kenta. ¿Ya? ¿Dónde está? Thôi con đọc cho nhanh khỏi viết lâu quá con. A ver, kiểu này es. Con viết đó. Son las. No veo. Ah, son las 4 menos 10 pm. Chứ con không nói pm là người ta sẽ tưởng là buổi sáng đó. Cho nên là con sẽ nói. Son las 4 menos 10 de la tarde. ¿Ok? Rồi, seguimos con este. Kenta. Vamos a ver. Este. A ver, con đọc cho nhanh. Léelo. ¿Qué hora es? Con đã viết cho nhanh rồi. Viết cho nhanh nào. Họ biết là buổi chiều rồi. Vì họ đọc số 15 nè. Nhưng mà con
Nhưng mà con đọc, khi mà con đọc á, con viết ra thì con nên ghi buổi chiều buổi sáng. Nhưng con bắt họ phải đón buổi chiều hay buổi sáng. Rồi con viết nhanh đi con. Hoặc là con đọc nhanh đi cho nó nhanh. Rồi. Rest. Y đúng rồi. Họ con bắt họ phải đón, đó là buổi sáng hay buổi chiều. Nhưng mà nếu như họ mà đang ở buổi chiều người ta hỏi giờ thì con sẽ nói như vậy, người ta cũng đoán được mà. Nhưng mà khi mà nó có sự việc gì đó mà mình không nói PM hoặc là AM là người ta sẽ không biết. Hoặc là mình kể lại một cái câu chuyện nào đó mà có giờ trong đó thì con bắt buộc phải nói BM hoặc là AM. Không thì con phải nói là son là skin xe hoặc là e là a là gì đó. A là skin xe bên tè thì nói luôn cái số này cho nó dễ nhớ. Nhưng Rồi, được con bắt họ phải đón mà. Đón. Rồi, ok, bây giờ mình qua cái này nha. Bây giờ mình quay lại đây nha. Bây giờ con nhìn cái bài này cho cô Hồng nè. Cô Hồng sẽ hỏi cho con nè. À, về describe lo que hace normalmente Tomás. Él se llama Tomás. Con sẽ đọc cho cô nha. Anh ấy thức dậy lúc mấy giờ? Anh ấy mở cửa hàng lúc mấy giờ? Mấy giờ anh ấy đóng lại và đi về? Mấy giờ anh ấy ăn? Rồi mấy giờ anh ấy trở về nhà? Và mấy giờ anh ấy đi ngủ? Rồi, bây giờ con Đây sẽ... này đi ngủ rồi, đi ngủ. Anh ấy đang nhìn vào đây coi tivi nè. No, no es xem TV. Es la cama. Esta es la cama. Está bostezando. Đang ngáp mà. Ngáp mà, đã há họng ngáp mà. Rồi, Abed. Vừa Thomas, ngáp vừa động từ xem này con sẽ chia tivi. như thế nào? Động từ này con sẽ chia như thế nào? Thomas kế. Thomas se levanta a las gì? Đọc cho cô. Kenta ta cố gắng tập đọc nhiều hơn con. A las siete y đố Kenta ta biết cái này mình đọc làm sao. Eso. Siete y media. Muy bien. Là Y vì tôi cần nghĩ sigue. lại cái gì đó, là vì tôi thức dậy là chỉ cần nói giờ thì không không viết AM PM. Tại vì thức dậy thì chắc chắn là buổi sáng rồi, không cần viết buổi sáng hay buổi chiều nữa. Còn nếu như buổi chiều mà con đọc 2 giờ 30 mà con đọc 14 giờ 30 thì con sẽ không cần đọc sáng chiều. Nhưng mà nếu như con buổi chiều con thì nó là Sierra a las 2 y media de la tarde thì nó sẽ rõ nghĩa hơn. Ok, rồi xin mời, por favor, sigue. Con chia cho cô động từ April. Chia cho cô động từ April. Thomas, ¿qué hace la tienda a qué hora? Ghép lại cho cô. Anh ta có khả năng ghép rất là nhanh. À bè. Xin mời con. Rồi. Xin mời con. Nhanh lên. Làm cho con cái này. Tập trung không? Làm giống cô làm bên đây nè, làm giống cô Hồng làm bên đây nè. Thomas kế. Cô bấm giờ, cô bấm giờ xem anh ta làm nhanh không nha. Cô bấm giờ xem anh ta làm nhanh không. Răng, răng mà đừng, phải cho cô bấm giờ cho anh ta làm tốc độ cỡ nào nè. Đây, rất là dễ xem câu trả lời đầu tiên của anh ta là bao nhiêu giây nhá. Timer kìa. Ơi mờ hả con? Rồi đợi một tẹo thôi, cô sẽ mở cái bảng điểm lên cô cho Kenta này. Rồi bảng điểm nha, xem Kenta nhanh không nha. Rồi Kenta, cô bấm giờ nha, bắt đầu. Rồi đây đồng hồ bắt đầu chạy rồi, xin mời Kenta, con đọc cho cô. À bếp, đọc cho cô câu này, thành lập thành một câu nha. ¿Qué hace Tomás a qué hora?
mars. Chia động từ abril. Thomas. Không có xe, động từ abril không có phản thân. Abre là tiếng đà. Alas. Alas kế. Ocho. Alas ocho. Muy bien. Genta. Vamos a ver. En 55 segundos. 55 giây con trả lời câu thứ nhất. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu thứ hai. À, về có bao nhiêu giây nha. Bắt đầu nè. Động từ cerrar có nghĩa là đóng, đóng cửa nha. Và động từ này là bất quy tắc, e sẽ chuyển thành ie. Cho nên con phải chia động từ này xem phải anh ấy đóng cửa vào lúc mấy giờ. Ok, bắt đầu tính điểm tiếp. Rồi. Xem có câu 2 làm nhanh hơn không nào. Thomas. Nhắc lên, đồng hồ đang chạy. Thomas. Sierra. Sierra, muy bien. Xuống giọng cho con tí là ok. Sierra. Là tiếng đà. Alas. Alas. Ahmed, mấy giờ? Đọc cho cô. Nhanh lên, đồng hồ đang chạy. Alas, kế. Ba mươi phút là mình gọi là gì nhỉ? Y. Y. Người ta tiene sueño. A ver, a las dos y. Dos y. Y media. De la tarde. Tarde. Ok, a ver, ¿cuántos minutos? 90 giây luôn, gần 2 phút. Rồi, un punto más. Như vậy thì câu đầu tiên con nhanh hơn nha. Rồi, seguimos. Con, cái thứ ba nha. Cô xóa những cái cũ đi cho đỡ rối nè. Bây giờ con nhìn cái này. A ver. Lẹ lộn. Ăn trưa ở một quán ăn ở quán bar vào lúc 3 giờ nó sao? Thomas. Quên. Khoan, từ từ cô bấm giờ. Xin lỗi, quên bấm giờ mất. Để xem coi lần này canh ta nhanh hơn không. Rồi, Thomas. Rồi đó, bấm giờ rồi. Cô mẹ ăn ba. Alas. Google. A las tres de la. Tres de la tarde. Ok. A ver, ¿cuántos segundos? A ver, 56. Bằng cái câu đầu tiên nha. 55, 56. Ok, muy bien. Tres puntos. Vamos a seguir con esta pregunta. A ver, este. Anh ấy trở về nhà vào lúc mấy giờ đây? Sau khi ăn trưa là mấy chi? Sau khi ăn trưa anh ấy trở lại cái chỗ làm, anh ấy làm việc tiếp. Đóng cửa đi ăn trưa xong rồi anh ấy vừa quay về cái chỗ làm, anh ấy mở cửa tiếp xong rồi anh ấy bán đồ tiếp, làm việc tiếp xong rồi anh ấy đi về, mới đi về nhà. Nhưng mà con cái này họ rút gọn lại. Con tưởng anh ấy ăn lâu nữa. No. Ăn trưa xong là anh ấy về làm việc lại đó con, nhưng mà họ không ghi lên đây. Rồi bây giờ anh ấy mấy giờ thì anh ấy xong việc này? Họ không có ghi lên đây là con tưởng anh ấy ăn lâu.
No, no, họ không có ghi rồi. Rồi, Abe, nhanh lên đồng hồ đang chạy nha. Bây giờ cô bấm giờ. Xem nào, ghế Thomas A sẽ bắt đầu. Thomas. Regresa a su casa. Alas. A media De la. de la noche. Exacto, muy bien. Excelente, Kenta. Wow, 41. Cái câu này là đỉnh rồi đó. Đang đứng đầu về câu thứ tư. Câu thứ tư nhanh nhất luôn. Rồi xem câu thứ năm có nhanh hơn được không nha. Rồi bây giờ con nhìn câu thứ năm là anh ấy đi ngủ, nhớ động từ acostar là o sẽ chuyển thành ue nha. Rồi bây giờ cô sẽ quay lại bấm giờ xem câu này có nhanh hơn câu thứ tư vừa rồi không nha. Bắt đầu. Thomas. Thomas quê ta so sa ra sa alas. Là A las y once muy bien, a las 11 cuarto giờ là chính xác hết rồi. Rồi bây giờ chỉ có cái động từ thôi, là động từ acostar sẽ phải chia ở khoảng phân, chữ se sẽ biến thành gì đấy, se acuesta. Cái này chúng ta cũng khá nhanh đó nha, con nghĩ là trước 50 giây nhưng mà do cô nói nó hơi bị chậm một tí. Rồi, ok, muy bien. Như vậy thì Kenta tiene cinco puntos và câu trả lời nhanh nhất là câu thứ tư trong vòng 47 giây. Còn câu trả lời một lâu nhất là câu câu trả lời lâu nhất của con là câu số 2. Câu số 2 này, câu số 2 của con mất hết gần 2 phút luôn. Rồi, ok, bây giờ cô sẽ xóa hết trên màn hình. Bây giờ con nhìn lên đây nha. Rồi, bây giờ cô sẽ hỏi con nha, những động từ sau đây. Kenta nhìn lên màn hình. Rồi, nhìn nha. Câu hỏi sẽ là kế ora con làm cái gì gì đó. A kế ora te levantas, và con sẽ trả lời cho cô là tôi thức dậy vào lúc mấy giờ, hoặc là cô hỏi con a kế ora comes thì con phải trả lời con ăn lúc mấy giờ. Rồi Betis, bây giờ Betis, cậu xe có nghĩa gì? Chữ C có nghĩa là gì hả con? Betis Chữ xe, Donde? Betis. Vestirse. À, vestirse significa mặc quần áo. Mặc quần áo là vestirse. Ok, despertarse là tỉnh dậy. Còn levantarse là ngồi dậy khỏi giường. Despertarse là thức dậy thôi. Còn levantarse mới là ngồi dậy ra khỏi giường nha. Ducharse, tắm, trabajar, làm việc. Vestirse là mặc quần áo. Desayunar là ăn sáng. Comer là ăn trưa. Cenar là ăn tối. Estudiar là học. Hacer deporte là tập thể thao. Limpiar la casa, làm dọn dẹp. Hacer la compra là đi mua sắm. Ver la televisión hoặc là ver la tele, có nghĩa là xem tivi. Rồi, quedar con los amigos, amigas là ngồi chơi với bạn bè, gặp gỡ bạn bè. Hoặc là acostarse sẽ là dormir, sẽ là đi ngủ. Rồi, bây giờ cô sẽ bắt đầu hỏi con nha. A qué hora desayunas? ¿A qué hora desayunas? Rồi, ¿a qué hora desayunas? Vô để xây Đúng rồi, vô desayuno. Alice Alas. immediately and let tarde. Ah, yo, ¿cómo? 3:30 de la tarde, desayunas. Desayunas là ăn sáng nha con. Rồi, ăn sáng mà trễ dữ vậy. Rồi,
nói lại cho cô. A ver, ¿a qué hora desayunas? Bắt đầu tính thời gian. Không tính đâu. Tính xem coi câu nào con suy nghĩ nhanh nhất, để xem giữa các câu câu nào con suy nghĩ nhanh nhất. Rồi, a ver, ¿a qué hora desayunas? Thôi cô dừng đi. Rồi cô dừng, làm lại thì, bấm lại thì. Con không làm. Con không giờ làm thẻ với giờ. À ok, không làm bây giờ, ok, không hả. Ok, ¿a qué hora desayunas? Buổi sáng con hay ăn sáng mấy giờ? Desayuno a las khi cho miếng tay nghe là gì? Cuando. Cuando do your mama your madre. Cuando mi madre me. Mi madre my mom me da me la da. Comida. Không, à, con không, ăn. không, không phải đang ăn được. Đâu, đang ngáp. Là sao? Con ăn sáng lúc mấy giờ mà con nói là ngày khi nào mẹ con đưa cho con đồ ăn là con phải ăn giờ đó mà. Khi con ngáp, mẹ con ngáp, mẹ cô. Khi mẹ con ngáp là con ăn ăn vào sáng à? Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy con? Rồi, nhưng mà tầm khoảng mấy giờ? Không, khoảng 7 giờ không phải đâu, con giỡn thôi. Lúc 8 giờ ăn sáng, con tưởng tượng. Ok, con cứ tưởng tượng thoải mái, miễn là con làm việc ở trong cho nhà. À bệt. Rồi, à kêu đã. Comes. Đây là cái ly bình tự không được làm bị ít nha. Ok, à kêu đã comes. ¿A qué hora comes? ¿Qué la llocó? ¿A qué hora comes? Yo como, đọc giờ cho cô nào. A las. Hello, hola con. Rồi, con ăn trưa lúc mấy giờ? A qué hora comes? Yo como a las 11. À, muy bien. Yo como a las 11. Muy bien. En punto. Seguimos. ¿A qué hora cenas? ¿A qué hora cenas? Cenar là ăn tối. Mẹ ơi, cô ơi, con nói nhầm thành mẹ đó. Nói nhầm. Ok, está bien. Nhầm, ok, không sao. Rồi, con nói đi. ¿A qué hora cenas? Buổi tối con ăn lúc mấy giờ? Cô ơi, trừ điểm đội 1, đội 2, đội 3 được không cô? Được chứ, nếu như họ có điểm cô trừ được chứ. Đăng được, đội 1, đội 2, đội 3. Đây. Bây giờ trừ điểm ai? Thôi cô bỏ rồi. Cả 3 bộ đội đi. Rồi, cô bỏ hết rồi. Giờ chỉ còn mỗi mình Kenta thôi. Rồi, xin mời con. ¿A qué hora cenas? ¿A qué hora cenas? Rồi tí nữa Ken ta hỏi ngược lại cô nha. ¿A qué hora? Yo ceno a las
Con Ai kéo ra xem nào. Ver, ¿dónde está? ¿Cô chưa thấy? À, là 17, muy bien. Ok, ahora Kenta hỏi ngược lại cô nào. Kenta bắt đầu hỏi cô nha. Sử dụng động từ nào cũng được hết. Động từ nào trong đây cũng được hết. À ké. Ore de desayuna. Desayuna no imagino. No, no No, tomo imágenes. no imagines, ok. La hora real, con que las días coñan, yo desayuno a las 7. Yo desayuno a las 7. Sigue, con hỏi tiếp. Hỏi tiếp cho con, tất cả những động từ trên này. Kéo ra kế nữa. À cái ora ra hôm hôm Yo como a las 11. Sigue, sigue. À, mềm. Sigue, hỏi cô ăn tối đi. Ora la cena Cenas, cena ok. Yo ceno a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Ok, Kenta, ¿a qué hora estudias? ¿A qué hora estudias? ¿A qué hora estudias? ¿Cómo es? ¿Qué hora estudias? Yo no quiero Yo no quiero. No quiero, ¿qué? ¿Qué no quieres? Hacer deporte. ¿No te gusta hacer deporte? ¿Qué tal nào rồi? Con ngồi dậy cho cô nào. Con ngồi dậy, con ngồi dậy cho cô thấy mặt con nào. No te veo, no te oigo. Cô không thấy con không nghe con. A ver. ¿Qué no quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? Con không thích làm gì. Con không muốn làm gì. ¿Qué no quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? Kenta. A ver, ¿a qué hora tú ves la televisión? ¿A qué hora tú ves la televisión? ¿A qué hora ves la televisión? Kenta, ¿a qué hora ves la televisión? Yo no me gusta. Ah, a mí no me gusta ver la televisión, no me gusta ver la tele. Ok, muy bien. ¿A qué hora te duchas? ¿A qué hora te duchas? ¿A qué hora te duchas? Con gió của con. Con vẽ cái tay. Y vậy với dấu gạch.
Rồi, Aben, cô hỏi con này, con thôi cô bấm giờ, cô bấm giờ để cho kênh ta tốc độ lên nha. Rồi, à, kéo ra đu chặt. Con vẽ tivi. À, la televisión. Tú estás dibujando la televisión. No, no, no me dibujar. Gusta. No me gusta ver la televisión. Ah, no me gusta ver la televisión. Tú la estás dibujando. Muy bien. Ok. Rồi, ¿y a qué hora duchas? ¿A qué hora duchas? ¿Te duchas? Tắm thôi mới. Yo no sé. No sabes, más o menos a las 4 de la tarde, ¿o no? Por la tarde, ¿tú te duchas por la tarde? Cabal. ¿Cómo? Kenta, ¿tú trabajas o no? ¿Trabajas? Không, con chưa tới làm nghề nghiệp. À, thế thì con nói sao? Yo no trabajo, solo yo estudio. Yo no trabajo, yo estudio. Ok. A ver, ¿a qué hora te acuestas? ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora te acuestas, Kenta? Con qué này. ¿A qué hora te acuestas, por favor? Con đi ngủ lúc mấy giờ? Con qué hora te con cha cái rồi rồi bây giờ tập trung nè thôi tập trung cô bấm reset thì rồi reset rồi a qué hora te acuestas reset rồi stop nữa con trả lời cho cô đi chúng hồi lâu quá cô đợi lâu quá con suy nghĩ. Yo dormir. Yo duermo. Duermo en la ôi con cha. Yo duermo qué? Nhắn đi con. Yo duermo a las Kenta. ¿A qué hora duermes? ¿Con? ¿A qué hora duermes? ¿A qué hora Kenta duermes? ¿O a qué hora tú tocas en piano? ¿A qué hora tocas piano? Kenta, ¿a qué hora tocas piano? Con ngày con chơi sớm, con ngày con chơi trễ. Ok, như vậy thì con sẽ nói là depende. Depende. Del día. Del día. Sobre a las 4 de la tarde, sobre la tầm khoảng nha con. Sobre a las 4 de la tarde tầm khoảng 4 giờ. Depende del día, có nghĩa là chị. Là tùy thuộc nha con, depende del día có nghĩa là tùy thuộc. Không, cũng không biết mấy giờ nhưng tùy thuộc thôi. Ok con. Rồi, như vậy thì Kenta hôm nay học cái gì nó cô không biết nào. Hôm nay con học cái gì? Ào đây. No, chưa đến giờ con nha. Bây giờ đến giờ ôn nào? Đến giờ ôn. Hôm nay con học về chủ đề gì? Dạ,
Một ngày của tôi. Một ngày của tôi rồi, hỏi trong chủ đề này con học được nội dung gì, con kể lại cho cô nào. ¿Qué estudiaste? Nội dung là các hoạt động trong một ngày của tôi bây giờ Es muy bien.